Hãy cùng hướng về Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị ngay lúc này. Cầu mong bình an cho những nơi vừa hứng chịu cơn thịnh nộ của bão Trà My sau khi chính thức đổ bộ đất liền vào trưa nay, ngày 27 tháng 10. Đây là cảnh tượng sóng lớn, nước biển dâng khiến nước ồ ạt chảy vào xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều cây xanh ở bãi tắm gần đó cũng bị sóng biển cuốn phăng. Còn đây, cảnh tượng nhiều cây xanh bật gốc, ngã đổ, đè trúng cả một chiếc ô tô ở thành phố Đà Nẵng. Đường phố vắng tanh, người dân Đà Nẵng được khuyến cáo không ra đường từ 10 giờ sáng nay để đảm bảo an toàn. Trên phố Bạch Đằng, ven sông Hàn, nhiều hàng quán đã bị gió giật tốc mái, nhiều vật dụng bên trong hư hỏng nặng. Trong đó, ở tỉnh Quảng Trị, bão Trà My quét qua đã làm nhiều cột điện đổ sập, khiến 18.000 hộ dân mất điện. Đường tỉnh 571 cũng bị ngập sâu, làm chia cắt giao thông nhiều nơi. Thậm chí một tàu cá đang neo đậu ở Âu Tàu, Cửa Tùng thuộc huyện Vĩnh Linh đã bị chìm. Vào 10 giờ trưa nay, vùng tâm bão số 6 ghi nhận đã đi vào đất liền Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, sức gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, giật cấp 11. Khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng, mưa to trắng trời, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm. Tin vui là theo dự báo, từ chiều đến đêm nay ngày 27 tháng 10, bão Trà My sẽ dần suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi ra Biển Đông. Bão tan, nhưng hoàn lưu của bão dự kiến sẽ còn gây mưa rất to, kéo dài đến hết tháng 10, đặc biệt là đối với khu vực Bình Trị Thiên. Người dân vẫn tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Và video sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất liên quan đến bão Trà My. Bạn có thể nghe và cảm nhận tiếng gió rít hãi hùng này xảy ra vào thời điểm trước khi bão Trà My đổ bộ vào Huế. Đồng bào cả nước không khỏi lo lắng cho tình hình của khúc ruột miền Trung. Vào khoảng 10 giờ sáng nay, tâm bão áp sát khu vực phía đông huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vận tốc gió đều khoảng cấp 7 đến cấp 8. Tuy nhiên, gió giật có thể lên đến cấp 10, cấp 11 ở phạm vi hẹp gần tâm bão. Gió lớn đã khiến một chiếc xe tải khi đang lưu thông trên khu vực đường dẫn phía bắc hầm Hải Vân thì bị lật như thế này, khiến hai người xây sát nhẹ. Hiện lực lượng chức năng đã lập chốt chặn, cấm các phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân. Anh Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ trạm cảnh sát giao thông Hòa Hiệp, thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện trên đèo Hải Vân có một cột điện đổ ngã, nhiều điểm có nguy cơ sạt lở cao nên lực lượng chức năng lập chốt chặn tại chân đèo từ 6 giờ sáng ngày 27 tháng 10 để đảm bảo an toàn cho người dân. Đường phố ở Huế thì ngập sâu 0,5m, khiến phương tiện lưu thông khó khăn. Mưa lớn trắng trời còn khiến nước tràn vào nhà dân như thế này đây. Gần 10 giờ sáng là thời điểm bão Trà My bắt đầu áp sát Đà Nẵng. Mưa bắt đầu lớn và gió giật từng hồi liên tục. Trước đó từ sáng, hàng quán dọc các con đường đều đóng kín. Nhiều hộ dân nhanh chóng dùng thang tre chèn vào cửa kính, cửa cuốn để hạn chế thiệt hại. Một khách sạn ở quận Hải Châu còn thuê xe container để che chắn phía trước khách sạn để tránh gió quật hư hỏng như hình ảnh mà bạn đang xem. Trên các đường Nguyễn Chánh, Tô Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, nhiều cây xanh cũng bật gốc đè lên đường dây điện. Ở khu vực Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, một nhà kho chứa đựng đồ gỗ mỹ nghệ trưng bày đã bị sập vào sáng nay do ảnh hưởng của bão số 6. Khu vực này vừa là nơi trưng bày, vừa là nơi chứa hàng trăm đồ gỗ của một công ty. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6 Trà My, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động nhiều xe thiết giáp sẵn sàng ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều 4 xe thiết giáp của tiểu đoàn tăng thiết giáp 699 để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Trong đó, 3 xe cơ động đến trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 1 xe cơ động đến Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Đến trưa 11 giờ, Đà Nẵng dần bớt gió, mưa cũng giảm. Lực lượng chức năng được huy động nhanh chóng xử lý cây xanh ngã đổ ở trên các tuyến đường. Nhận được thông báo, bão Trà My có xu hướng dịch chuyển lên phía Bắc, ảnh hưởng đến Huế. Một số lực lượng cứu hộ của Đà Nẵng còn tăng cường ra Huế giúp đỡ hỗ trợ. Không hổ danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, chính quyền Đà Nẵng cho thấy cách phản ứng rất nhanh và kịp thời, quan tâm sát sao đến đời sống của người dân ngay giữa thời điểm thiên tai hoành hành. Trong buổi sáng cùng ngày, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng công bố đường dây nóng hỗ trợ cho khách du lịch tránh bão bằng cách liên hệ hotline 0909 119 119 của công ty Vinchaco để được hỗ trợ di chuyển miễn phí.
Để hỗ trợ người dân và du khách sơ tán trong bão, trong ngày 27 và ngày 28 tháng 10, đường dây nóng sẽ mở dịch vụ cứu hộ giao thông 119 để hỗ trợ miễn phí, cứu hộ giao thông ô tô, xe máy khẩn cấp, phạm vi nội thành Đà Nẵng. Ngoài Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, bão Trà My còn gây thiệt hại đến các tỉnh lân cận, cho đó phải kể đến là Quảng Trị và Quảng Nam. Đến trưa nay, tại vịnh Vĩnh Linh, Quảng Trị, bão Trà My khiến 6 xã mất điện toàn bộ, 6 xã khác mất điện một phần. Số khách hàng mất điện do Điện lực Vĩnh Linh cung cấp là gần 18.000 khách hàng. Trong khi đó, ở thị xã Quảng Trị xảy ra sói lở, ngập úng ở một số điểm trũng thấp tại các vị trí tuyến đường thuộc phường 1 và phường 3, trường mầm non Tương Lai, 8 hộ dân bị ngập nước. Còn lại hai huyện miền núi Đắk Rông và Hướng Hóa, 9 điểm cầu tràn ở quốc lộ 15D, đường tỉnh 571, đường liên xã bị ngập từ 0,3 đến 1,2 mét, khiến chia cắt giao thông cục bộ. Hiện tại các điểm ngập sâu đã bị chia cắt, các địa phương đã triển khai lực lượng xung kích, công an, quân sự tổ chức canh gác, lập barrier đảm bảo an toàn, không cho người và phương tiện qua lại. Tại các xã biên giới, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã đi đến các hộ dân ở vùng xung yếu, nguy cơ sạt lở để tuyên truyền, vận động nhân dân sẵn sàng di rời khỏi nhà nếu có tình huống cấp bách diễn ra. Trong khi huyện đảo Cồn Cỏ, lực lượng biên phòng cũng đang tổ chức phát quang cây cối, trăng trống nhà cửa cho nhân dân, vận động nhân dân di rời đến nơi trú an toàn, chỉ được về nhà khi có lệnh. Sáng ngày 27 tháng 10, Quảng Nam cũng gồng mình hứng chịu ảnh hưởng của bão Trà My. Đây là cảnh tượng sóng biển tràn qua bờ kè ở biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Đến 9 giờ 15 phút sáng, tại xã biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ đang mưa lớn, sóng biển dữ dội. Chính quyền xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam cho hay, địa phương đã di rời toàn bộ 30 hộ dân với 163 nhân khẩu ở khu dân cư Nà Nổ đến nơi an toàn để tránh nguy cơ sạt lở. Trước đó, chính quyền xã Phước Gia trong lúc kiểm tra tình hình sạt lở trước bão Trà My đã phát hiện trên đỉnh đồi ngay chính giữa khu dân cư Nà Nổ xuất hiện một vết nứt có độ sâu 1m, dài 30m, dạng vòng cung, bán kính thì 10m. Ước tính khối lượng đất đá có nguy cơ sạt lở là 100 mét khối. Ngay sau đây, mời các bạn đến với dự báo đường đi của bão Trà My trong những ngày tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong chiều và tối nay, bão Trà My sẽ di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, quần thảo trên đất liền khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 3-5 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 22 giờ tối nay, tâm áp thấp nhiệt đới vẫn trên đất liền các tỉnh, thành phố kể trên với cường độ giảm xuống cấp 7, giật cấp 10. Trong đêm nay và rạng sáng ngày 28 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển sang hướng đông ra biển và với tốc độ rất chậm, chỉ khoảng 5 km và tiếp tục suy yếu. Đến 10 giờ sáng ngày 28 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển ven bờ Thừa Thiên Huế, Quảng Nam với cường độ cấp 6 giật cấp 8. Những giờ sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông, tiến về phía nam của đảo Hoàng Sa và suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, theo ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp suy yếu từ bão Trà My sẽ kết hợp với không khí lạnh tăng cường, tiếp tục gây mưa dài ngày cho các tỉnh miền Trung. Diễn biến bão số 6 còn rất phức tạp và có thể thay đổi, vậy nên mọi người nên chủ động cập nhật tin tức, không vội vã chủ quan. Đà Nẵng, Huế và các tỉnh miền Trung vừa phải hứng chịu cơn thịnh nộ đầu tiên của bão Trà My, gây những ảnh hưởng đáng kể, nhưng rất may là không ghi nhận thiệt hại về người. Cầu mong bão tan để chúng ta tất cả đều bình an. We'll be right back.